Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Bây giờ thì mình đang từ bên đường Nguyễn Văn Cừ quẹo qua hướng Nguyễn Văn Linh. Ngay đây là ngã tư giao giữa Nguyễn Văn Cừ với Nguyễn Văn Linh ở thành phố Cần Thơ. Bây giờ thì mới 8 giờ 30 tối ngày 11 tháng 7, tức là vẫn chưa qua tới ngày 12 tháng 7. Tại vì Cần Thơ cũng đã chính thức có thông báo về việc sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại hai quận trung tâm, đó là ở Ninh Kiều và Cái Răng, kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2021. Cho nên là hôm nay Tâm Tâm có một chút việc cần phải đi ra ngoài, và như trong trường hợp này thì mình cũng muốn quay chia sẻ đến mọi người về tình hình hiện tại ở thành phố Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội, đặc biệt là tại hai quận Ninh Kiều và Cái Răng thì thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, và những quận huyện còn lại của Cần Thơ giống như là Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, thì Cờ Đỏ thì sẽ thực hiện theo chỉ thị 15. Hiện tại bây giờ thì mình đang dừng đèn xanh đèn đỏ ngay tại ngang với Bệnh viện Đa khoa Trung ương, và ngay gần đây là một dọc những cửa hàng cũng như là những nhà thuốc đối diện với lại bệnh viện. Mọi người thấy thì không nhiều người lắm. Đường phố bây giờ thì cũng rất là vắng vẻ luôn. Con đường này thì vào tầm khoảng 7 giờ cho tới 9 giờ thì rất là đông đúc, nhưng mà hiện tại mọi người nhìn thấy là xe cộ cũng thưa thớt rồi. Bởi vì thông báo chính thức cũng đã được fanpage của thành phố Cần Thơ trên Facebook thông báo một cách rộng rãi chính thức tới toàn thể người dân về việc sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại hai quận Ninh Kiều và Cái Răng. Cho nên là mình nghĩ mọi người cũng đã nắm bắt được thông tin, bởi vậy không có đi ra ngoài nhiều. Và chỉ còn một số những ai đó có công việc phải đi ra ngoài trong giờ này thì mới cần phải chạy xe ở ngoài đường như thế này, giống như anh bạn chạy Grab này ha. Đường phố hôm nay thì mình thấy có vẻ như là hơi tối hơn một chút so với thường ngày. Có thể là do không phải do đèn đường tối, mà lại vì có rất nhiều cửa hàng, rất nhiều những nhà ở dọc hai bên đường ngay mặt tiền nè cũng đóng cửa lại rồi. Chỉ còn một số cửa hàng như là Bách Hóa Xanh nè, những cửa hàng thiết yếu bán thức ăn hay là siêu thị thì mở cửa. Cho nên là mọi người nhìn thấy có vẻ như là hơi tối hơn ha. Ngay đây thì có nhiều chỗ bán vịt quay rồi bán thức ăn, cho nên là vẫn mở cửa để bán. Đây là gần tới siêu thị MMega, tức là metro cũ á, cầu số 2 thì cũng có một số người vẫn buôn bán trái cây rồi hải sản ở dọc theo hai bên đường. Thì Tâm Tâm quyết định là mình sẽ chạy ngang MMega để mình vào đây xem thử khách trong đây như thế nào. Thì trước mắt mình thấy là có rất là nhiều xe đang đậu ha. Ở bãi giữ xe Honda lẫn bên hướng xe hơi thì tất cả bãi giữ xe đều mình thấy rất là đông hơn thường ngày. Thông thường thì mình đi MMega này thì mình thấy là thưa thớt hẳn hơn so với các siêu thị khác. Nhưng mà hôm nay thì mọi người nhìn thấy trước mắt đó là khung cảnh rất nhiều người đang đứng ở trước cổng siêu thị, thì mình nghĩ ở bên trong cũng sẽ đông không kém đó cả nhà ơi. Và bãi xe hơi cũng như là bãi xe máy cũng khá là nhiều xe. Bà con chuẩn bị mua sắm để những ngày tới, trong vòng 15 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, sẽ hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết thôi. Thì sẽ có sự khác biệt giữa chỉ thị 15 và chỉ thị 16, cho nên là mình cũng muốn so sánh một chút. Thì theo chỉ thị 15 thì sẽ dừng các sự kiện không tập trung trên 20 người trong một phòng.
Còn chỉ thị 16 thì sẽ cách ly toàn xã hội, mọi người sẽ phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và sẽ không tụ tập quá 2 người ở ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Thì theo chỉ thị 15 và 16 thì sẽ tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và các cơ sở kinh doanh các mặt hàng dịch vụ thiết yếu thì sẽ được mở cửa, như là buôn bán thực phẩm, lương thực thì vẫn được mở cửa ha mọi người. Bây giờ mình đang chạy ngang qua ngã tư giao giữa đường 3 tháng 2 với đường Nguyễn Văn Linh. Và những cái cửa hàng như là Thế Giới Di Động, nè, Phương Tùng thì bây giờ mình thấy vẫn mở cửa ha. Con đường trở nên buồn hơn hẳn khi mà nhiều cửa hàng, nhiều nơi đóng cửa. Xe cộ cũng thưa thớt dần rồi. Thì mình sẽ chạy lên trên hướng đường 30 tháng 4 và Đại lộ Hòa Bình để cả nhà có thể xem tình hình hiện tại đường phố Cần Thơ như thế nào trước giờ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tới đây dừng đèn xanh đèn đỏ chút xíu ha cả nhà. Phía trước mặt mình á, đường cắt ngang đó là đường 30 tháng 4. Đi thẳng thì mình sẽ đi đường theo đường Nguyễn Văn Linh và thêm chút xíu nữa là tới cầu Hưng Lợi. Ngã tư này thường ngày thì rất là đông xe, rất là nhiều xe đậu đèn đỏ. Và đèn đỏ ở đây thì dừng tầm khoảng trên 50 giây. Đèn xanh rồi thì mình chạy qua đường ha. Và nhìn phía bên đây thì các cửa hàng bên này vẫn thấy mở cửa nhiều nè. Vẫn chưa tới giờ giãn cách. Xa xa ở đằng kia thì Vincom Plaza đang sáng đèn, nhìn rất là đẹp, một biểu tượng của Cần Thơ. Đường 30 tháng 4 thì có thể nói thường ngày không có đông đúc mấy. Nhưng mà hiện tại thì trước mắt mình đèn xanh rồi nhưng mà thấy vẫn chỉ có vài chiếc xe thôi. Tới đây là đường giao giữa Trần Ngọc Quế với lại đường 30 tháng 4. Mình sẽ chạy thẳng lên trên hướng Đại lộ Hòa Bình luôn ha cả nhà. Một số shop thời trang thì mình thấy đã đóng cửa, một số thì vẫn mở cửa ha. Những ngân hàng thì bây giờ bà con cũng tranh thủ đi rút tiền ở các cây ATM. Vừa nãy trước khi mà mình quay á, thì mình thấy có một ngân hàng ở đó thì tập trung rất là đông người đang chờ để chuẩn bị rút tiền ở cây ATM. Ở các ngân hàng phổ biến được nhiều người sử dụng như là Sacombank, Vietcombank thì có rất là nhiều người đang chờ để được rút tiền mặt. Tại vì ngày mai mọi người cũng hạn chế đi ra ngoài, chỉ khi nào thực sự cần thiết như là nhà hết lương thực thực phẩm, hết đồ ăn thì mới đi ra ngoài thôi.
Hôm nay thì mình chạy chậm chậm và cố tình dừng khi mà đèn đỏ để mọi người có thể nhìn ngắm quang cảnh thành phố hiện tại một cách kỹ càng hơn. Bây giờ thì mình đang đậu ở ngay đèn đỏ và phía bên tay trái của mình sẽ là đường Trần Văn Hoài, phía bên tay phải là Vincom Plaza. Ngay đây thì thường ngày, thực sự là nếu mà là ngày chủ nhật như thế này thì sẽ có rất là nhiều xe hơi đậu ở phía trước Vincom Plaza. Còn trong tầng hầm xe máy thì mình không chắc, nhưng mà mình nghĩ là cũng rất là nhiều xe. Còn hiện tại thì cả nhà nhìn thấy chỉ có một chiếc xe màu đỏ đậu ở đằng kia thôi. Và phía trước này thì cũng đã được dọn dẹp, rất là trống trải. Những shop thời trang, những cửa hàng thời trang như là Adidas nè, bán quần áo thể thao đó, thì cũng đã kéo xuống, kéo cửa xuống đóng lại rồi ha. Highlands Coffee thì cũng dọn dẹp vào bên trong và đóng cửa rồi. Chạy qua khỏi khu vực của những ngôi nhà Vincom Shop House thì sẽ tới ngay chợ Xuân Khánh. Ở đây thì một số cửa hàng bán đồ ăn vẫn đang bán buôn rất là bình thường. Trong chợ bây giờ thì nhìn thấy một số nơi thì đã đóng cửa hết rồi nè. Những sạp này thì đóng cửa rồi, tại vì cũng buổi tối. Và những sạp trái cây thì vẫn còn đang bán ha. Mọi người nhìn thấy khung cảnh hiện tại như thế nào? Tới đây thì mình thấy nè, có một điều đặc biệt nha, là có rất nhiều những người ngồi ở bên đường và bán những cái đồ để bảo hộ, kính bảo hộ đó. Có rất nhiều giá tiền nha, 20, 50k đều có. Và có nhiều loại nữa, loại bằng nhựa trong suốt, mềm, loại cứng, rồi hình dáng khác nhau, cho người lớn, cho trẻ em đều có hết luôn. Và những vật dụng đó thì thực sự thì mình nghĩ cũng rất là cần thiết. Trong mùa dịch như thế này, chúng ta cũng nên trang bị cho bản thân, gia đình, những người cần phải đi ra ngoài, thì một tấm kính bảo hộ như vậy thì sẽ giữ an toàn, cũng như là giữ cái khoảng cách đối với người đối diện. Bây giờ thì mình đang chạy gần tới hướng đường đi qua cầu Quang Trung. Nếu mà quẹo tay phải sẽ qua cầu Quang Trung ha. Còn mình sẽ đi theo đại lộ Hòa Bình để cho mọi người xem hết đại lộ Hòa Bình trước. Thì mình sẽ chia video này ra thành hai video. Tại vì những con đường ở Cần Thơ thì mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem trước giờ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở quận Ninh Kiều và Cái Răng, để cả nhà có thể xem chi tiết tình hình ở đường phố Cần Thơ hiện tại như thế nào và nắm bắt được những chỉ thị mà Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cả nhà nếu như ai cảm thấy video hữu ích thì hãy cho Tâm Tâm một like, share. Và ai chưa bấm nút đăng ký kênh thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn vào chuông báo để có thể nhận những thông báo mới nhất trên kênh Gia đình Vui Vẻ của Tâm Tâm khi Tâm có video mới, những thông tin mới. Tới đây mình thấy có một cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, đó là rất là nhiều các xe đang đậu và chờ để được rút tiền ở cây ATM của Techcombank. Và mình tiếp tục đi lên trên hướng vòng xoay đại lộ Hòa Bình. Trên này thì mình thấy xe đông hơn hẳn rồi. Và những cửa hàng như là Circle K thì cũng có lai ra một số khách vào mua đồ. Mình sắp sửa chạy tới bệnh viện quân y 121. Thường ngày thì sẽ có rất nhiều xe chạy ra chạy vào ở ngay đây. Bây giờ thì chạy ngang một cách dễ dàng hơn hẳn luôn. Còn đây là cổng của bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Nhìn cũng vắng hơn.
Thì khi mà đi trên đường thì mọi người có thể quan sát thấy một số xe thì có chở rất là nhiều những túi hàng hóa, những túi thức ăn, lương thực thực phẩm. Còn một số xe thì không có chở. Tại vì theo phân luồng hiện tại trên mạng xã hội thì sẽ có chia theo hai quan điểm. Một quan điểm là sẽ mua đồ ăn dự trữ, không phải là dự trữ quá nhiều mà là sẽ trong một vài ngày tới để hạn chế ra ngoài. Và một quan điểm ngược lại là hiện tại sẽ không tập trung quá đông người tại những nơi buôn bán các mặt hàng như là lương thực thực phẩm, các siêu thị, các cửa hàng bách hóa, và sẽ tìm đến những cửa hàng buôn bán thực phẩm online như là các bách hóa xanh cũng có buôn bán thực phẩm online, rồi các siêu thị Lotte, Co.opmart, Go Big C cũng sẽ có cung cấp thực phẩm một cách đầy đủ và có thể mua online và có shipper giao đến tận nhà. Đó là những quan điểm trái ngược nhau trong những ngày gần đây, kể từ buổi chiều ngày 10 tháng 7 cho đến hiện tại là ngày 11 tháng 7 ha. Thì video của mình tới đây cũng khá là dài rồi. Mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người, tất cả cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Và mình cũng sẽ chia sẻ về tình hình hiện tại của thành phố Cần Thơ trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại hai quận Ninh Kiều và Cái Răng đến với mọi người. Thì cả nhà có thể đón xem trên kênh Gia Đình Vui Vẻ của Tâm Tâm. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.